Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng em quay lại với channel của mình. Dạo này mình thấy cây Renly cung khá là hot nhé anh em. Mình thấy review Kingdom nào cũng yêu cầu là tuyển cây Renly cung. Thì video ngày hôm nay cũng vậy nha anh em. Kingdom 2872 cũng đang có nhu cầu là tìm kiếm cây Renly cung thủ. Thế nên là anh em nào có khả năng cầm cây Renly cung thì anh em có thể liên hệ với chính cái tài khoản mình đang review hoặc là R4, R5 của Kingdom để có thể di cư về chơi KVK nhé anh em. Cây Renly cung. Thì anh em biết rồi, nếu như mà anh em về và cầm cây Renly cung thì anh em sẽ được một số cái quyền lợi theo như số đông những Kingdom mà mình đã từng review, có nghĩa là anh em sẽ được ưu tiên sự kiện thống đốc vùng mạnh. Trong một vài trường hợp mà cần phải mát tướng cung sớm thì mình nghĩ là đôi khi anh em sẽ được ưu tiên cả sự kiện 20 chọc nữa nhé anh em. Rồi, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu sơ cho anh em xem về Vương quốc 2872 nha. Đầu tiên là về sức mạnh liên minh. Ở đây thì sẽ có một liên minh là 7 tỷ 3 nhé anh em. 7 tỷ, ôi 7 tỷ 3 mà quà liên minh cấp 29. Tiếp đến thì anh em mình sẽ xem một chút, đây là Kingdom Việt Nam nha anh em. Và với cái mức sức mạnh 7 tỷ thì anh em cũng biết rồi là anh em sẽ chơi xích C và D nhé anh em. Rồi tiếp đến thì anh em mình sẽ xem về kỹ năng liên minh. 7 tỷ xích C, D nhưng mà điểm tiêu diệt là 200 tỷ. Như vậy mình đánh giá là cái điểm tiêu diệt này nó cũng khá là cao nhé anh em. Tiếp đến thì về sức mạnh cá nhân. Người chơi cao nhất đang giữ cái mức sức mạnh là 215 triệu sức mạnh và điểm tiêu diệt là 10 tỷ. Nhìn về cái giao diện như thế này là anh em có thể thấy được là đã lên được S VIP rồi nha anh em. Đấy, bây giờ S VIP nó dễ, nó cực kỳ dễ phân biệt anh em ạ. À. 15 tỷ này và cũng đã lên S VIP rồi nha anh em. Kinh dị quá, 15 tỷ chưa lên S VIP. 13 tỷ chưa lên S VIP nha anh em, cũng có thể là lên rồi mà chưa đổi. Còn bây giờ thì quay lại với cái chủ đề thứ hai của video ngày hôm nay thì anh em mình sẽ cùng xem cái tài khoản đang ở trong vương quốc này nha. Vì hiện tại anh em có thể thấy được là đang giữ tước vị là R4 nha nè. Thế nên là anh em nào có đam mê cầm cây Renly cung thủ và muốn chơi ship thấp thì anh em có thể liên hệ với cái tài khoản đang review hoặc R4, R5 đều được hết nha. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái tài khoản này với cái số ngày đăng nhập liên tục. Wow, 1001 ngày. Con số này nó sẽ gợi nhớ cho anh em nhớ về Kingdom 1001. Đấy, cũng là một Kingdom rất mạnh ở trong cái tựa game này, siêu siêu mạnh nha anh em. Cán mốc VIP là VIP 16. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có cái mức sức mạnh là 79 triệu sức mạnh và điểm tiêu diệt là 4 tỷ. Đang sử dụng nền văn minh Pháp. QT5 cao hơn QT4 là ổn áp, là cực xịn nha anh em, là tốt. Một mùa KVK đánh cao nhất là 53 triệu, đánh chích D mà anh em thấy được là đánh, nếu mà chỉ số giao dịch như vậy chữa lành tới 41 triệu là anh em thấy được là đánh cũng rất là chịu khô máu nha anh em, cũng rất là lì ấy. Tiếp đến là chết 12 triệu và thu thập tài nguyên là 12 tỷ năm. Nhìn sơ sơ bên ngoài thì mình thấy được là cũng chơi dàn farm cũng khá là hoành tráng đấy. Ở đây có tới 4 con farm nha anh em. Đấy, chích D thì anh em chơi 4 con farm là mình nghĩ là sẽ đủ rep, đủ tài nguyên để đánh KVK, với điều kiện là xuyên xuyên chạy pháo tí nhá anh em, với lại thả mỏ vàng. Rồi tiếp đến thì mình sẽ xem về skin nhà huyền thoại. Con ạc này thì mình nghĩ là sẽ không đua thiên đỉnh đồ các thứ này mà, bởi vì cái bầu gốc của nó, cái bầu tối đa của nó khá là thấp. Đây, anh em có thể thấy được là có nhà KVK1 đổ trong shop, Tokabi đổ trong shop, bộ binh đổ trong shop KVK. Ok, như vậy là hết rồi anh em ạ. Nói chung là nó cũng hợp lý thôi. Nếu như mà anh em không nạp với nạp ít thì tốt nhất mình nghĩ là nên để dành tăng tốc để đánh nhau. VIP anh em thấy được là đang... Ui, tính ra hit rương cũng khét đấy chứ nhỉ. Ồ, tính ra nếu mà như vậy là hit cũng nhiều đấy. 1k nè, 1k nhiều, cũng nhiều phết đấy chứ. Quà 29 là cũng cao đấy anh em ạ. Tăng tốc nè. Ở đây tăng tốc chain thì hết rồi nè. Tăng tốc chung. Tăng tốc chung mà đánh xích D thì mình nghĩ là tầm này là anh em kiếm được 30 MQ. Không đến nỗi là quá khó nhá nè. Búp mở rộng nè, trang bị nè. Đây chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 với 4 là 32. 32 với một món ở trên nữa là 33. Nhưng mà mình thấy có rất nhiều món nổ tài năng đặc biệt nè. 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8, 9, 10, 11, 12. Ôi ôi, 12 món nổ tài năng đặc biệt nhiều phết đấy. Và vũ khí bí mật không thể thiếu của những anh em cài chay, đó chính là lên 5 set full tím để farm game. Ôi ôi, đúng kiểu dân chơi xích đề. Úi giời ơi,
tốc độ thu gom 10% lên cả phụ kiện để farm game. Là nó nói uy tín cực kỳ nha. Vũ trang này anh em mình sẽ xem trong phần tướng luôn. Rồi thì con ạc này ở đây hiện tại sẽ có 55 tượng cam còn lại thôi. Như vậy là cũng ốp tướng khá là nhiều rồi. Rồi anh em mình sẽ có một đạo đầu tiên, đó là Netkey. Full một set cam vàng chóe luôn. Và gần như là full tài năng đặc biệt. Trang bị của nó đã full tài năng đặc biệt rồi nhá nè. Về vũ trang của con kỵ Netkey này, wow, vũ trang tuyệt vời luôn. Có minh vàng thợ săn, một minh vàng hiếm. Ngoài ra thì anh em sẽ có thêm 4 cái minh vàng phụ nữa. Và bút của cái set kỵ này cũng rất là đẹp. Thêm một cái mọi thiệt hại 2.8. Siêu mạnh nhá nè. Tiếp đến thì anh em sẽ có là William White. Cũng full cam một cái sẹo gió. Cặp bộ binh này thì anh em lên phụ kiện như vậy là ổn áp nè, 5% sát thương thường nè. Còn nếu mà được thì lên thêm nó một cái nhẫn nữa cũng được nha anh em. Còn nếu phụ kiện tím thì lên cái này là được rồi, sẹo gió hoặc là tăng quân. Vũ trang bộ binh, ui ôi, quả hạt này vũ trang khét thế nhỉ. Hai đạo rồi, đã thấy dữ dằn rồi, gan dạ hủy diệt nè. Rồi cặp bộ mạnh phết đấy này mà. Đạo thứ ba là gia cát lượng, xài một cái tăng quân, xài một cái cờ. Và ở đây anh em thấy được là full một set hàm rồng 6 món. Ui, ác đầu tư chắc phết nha. 12, 20%. Công mà thường mà anh em lấy được tốc độ hành quân là cũng rất là tốt nhé nè. Ngoài ra thì nó có 4 cái minh vàng. Rồi, đạo thứ tư thì chúng ta sẽ có hoắc khứ bệnh, cũng full một set cam và đang xài 2 món phụ kiện tím. Tiếp đến thì là về vũ trang. Bốn đạo thì mình thấy là vũ trang tương đối là đẹp nha nè. Đạo thứ năm là quang vũ chưa mát nha nè. Sau khi nhận khiên, đội quân chỉ này gây ra thêm 15% sát thương kỹ năng kéo dài 3 giây. Thực tế thì anh em nếu như vẫn quyết định đánh vũ Vexi thì bây giờ còn 2 skill nữa là 100, còn 10 tượng 8, còn 90 tượng nữa nè nè. Chả có việc gì mà không mát cả nếu như anh em đánh vũ VSC. Ôi, vũ trang mọi thiệt hại 3.1, 5 cái minh vàng, kinh thật. Rồi như vậy là anh em mình đã xem cùng 5 đạo đã nôn fail. Hơi bất ổn ở chỗ con quang vũ, chủ quạt vẫn chưa quyết định mát quang vũ nha anh em. Và cá nhân mình thấy thì tưởng là thiếu nhiều, thiếu mỗi 2 skill và còn có tí chọc nữa là mát rồi. Không mát thì nó cũng hơi phí. Rồi tiếp đến thì ôi, lên cả go go à. Nếu mà không làm đồn trú các thứ thì lên go go thì mình thấy nó cũng hơi phí. Mà chắc là nhiều khi anh em chơi cũng có cái dụng ý riêng của anh em. Ở đây mình xem go go giết được bao nhiêu nè. 8 triệu nè. Không biết là đánh on field hay như thế nào mà giết nhiều phết đấy. Heralius 5541. Dây. Dây thì mát rồi. Ui chủ ạc tính ra cũng xin kéo màn phết nhá nè. Dây 3 tỷ nè. Heralius 1 tỷ 6 nè. Ui cũng trăm đấy. Cũng trăm kéo man phết đấy. Gia các lượng nè, 2 tỷ 3 nè. Hoắc khứ bệnh nè, gần 1 tỷ nè. Rồi chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4. Quang vũ nó cũng gần mát rồi, cứ cho là 5 đi. 7 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè. 12 con tướng cam mát. À, ở đây mình thấy có Alex, nhưng mà vẫn lên William quay. Như vậy nó hơi phí. Thay vì là đánh lưu triệt Alex thì anh em để chọc mát quang vũ ngon hơn đúng không anh em. Trong khi đó thì có thêm cả go go rồi thì anh em cũng có thể đánh go go lưu triệt cũng được, hoặc là lưu triệt Alex cũng được. Thế nên là thành ra phí, mà phí rất là nhiều tượng là đằng khác. Thay vào đó thì úp mát con Herman thì vẫn ngon hơn nha anh em. Anh em sẽ có một cặp là gia lượng Herman mát, đánh vẫn là sướng hơn là anh em lên William quay kẹp với lưu triệt. Thêm vào đó thì anh em có thể đánh lưu triệt Alex hoặc go go lưu triệt vẫn được nha anh em. Khỏi phải đổi gear, để sẵn go go làm đồn chủ luôn đó. Thế nên là nó rất là tiện nhá anh em. Thay vì là anh em lên tượng và cuối cùng là nó bị lỡ cỡ và nó hao tướng, và nó không thực sự tốt nữa nha anh em. Ở đây Mina thì mình thấy là chủ ạc đang để bộ kỹ năng skill là 4531, cũng chưa mát Mina nha. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ có con nữ xạ thủ. Với cái ngày tuyển dụng là ngày 24 tháng 1 năm 2022. Tính ra như vậy thì ạc này nó cũng rất là mới đúng không anh em. Đạo đầu tiên đánh on field nó chính là Quang Vũ với lại SC. Đạo thứ hai là William Way với lại Lưu Trì.
Đó, như vậy là anh em phí mất con Alex nè, như vậy là anh em phí mất con Gogo. Úp Gogo thì chắc là anh em cũng phải mất một mớ tượng rồi. Lát nữa mình sẽ quay lại mình xem con Gogo úp bao nhiêu tượng, rất là phí nha anh em. Thay vậy úp Masterman đấm vẫn sướng hơn. Net Yuan hoặc cứ bận Melmet thì có thể là đầu tư con William. Anh em có thể đánh William 5551 thì nó vẫn xịn hơn nha. Đây. Năm đảo đã non field. Nếu như mà không mát con William quay là anh em sẽ có được một cặp hoặc cứ bận Willy khá là mạnh, hoặc là hoặc cứ bận Bentley siêu mạnh luôn. Và đánh năm đảo thì Bentley nó sẽ tốt hơn. Hoặc cứ bận Bentley rất tốt nha nè. Rồi tiếp đến thì anh em có thể mát được con Quang Vũ thì sẽ gia tăng được cái lượng sát thương kỹ năng rất lớn đến từ cặp Quang Vũ SC. Đó. Rồi mình sẽ xem một chút về con Gogo, hồi nãy mình quên xem mất. 520 tượng, đấy, 520 tượng là anh em có thể lên được William 5551 nè. Anh em có thể mát được Quang Vũ nè, gia tăng được một cặp kỵ, một cặp bộ mạnh lên rất là nhiều. Chưa kể là William Way là anh em cũng có thể đầu tư sang con Herman đó, thế nên là cái đạo đánh on field của anh em nó sẽ mạnh rất là nhiều nha anh em. 622 tượng nè, hơi phí đúng không? Nhưng mà thôi, ai cũng sẽ có những lúc úp tượng nó bị sai lầm. Mình cũng thế thôi anh em ạ. Úp một đống tượng thống đốc vào và cuối cùng là mấy con tượng đấy bỏ hết, không dùng được. Rồi, nhìn vào đây thì anh em thấy được là chủ hạt có mua một gói game tháng. Như vậy là cũng là một người chơi chi tiêu thấp thôi anh em ạ. Chứ không phải là nạp nhiều ở trong cái tựa game này nhé. Rồi, ở đây thì mình thấy là Kingdom cũng vừa chơi xong map KVK vây hãm lên. Và còn khoảng 2 ngày nữa là anh em đã có thể bắt đầu nhập cư được rồi. Ngày 27 đó là kết thúc nè. Hôm nay là ngày 25 rồi. Map KVK mùa này nha. Bảng xếp hạng chữa lành. Liên minh. Vương quốc. Chữa lành 1 tỷ nè. Liên minh là chữa lành 998 nè. Ủa đánh cũng khét đấy chứ nhỉ. Bảng xếp hạng tiêu diệt. Cá nhân nè. Liên minh nè. Vương quốc nè. Bảng xếp hạng tử vong nè. Mình nè, vương quốc nè. Rồi ở đây thì mình thấy là chủ ạc đã cán mốc 30 MQ rồi nha anh em. Và mức tiêu thụ pha lê. Tiêu thụ pha lê. Ôi ở đây mình thấy là chủ ạc cũng đã tiêu thụ 100 M pha lê rồi nha anh em. Rồi ok anh em, mình xem một chút về cái bảng chinh phạt nha. Ở đây mình thấy điểm chữa lành là 190 nè. Điểm tiêu diệt là 200 nè. Ở đây cái điểm này thì nó sẽ tính đơn vị lính cấp 4 và cấp 5 rồi nha anh em. Hy sinh là 2.4 triệu nè. Ủa đánh một mùa KVK đấm khét thật đấy chứ. Rồi chúng ta sẽ xem một chút về ký ức mùa giải của mùa này. Quạt đánh đấm như thế nào đây. Hành trình vinh quang. Ngày 30 tháng 5 2023 tham gia vương quốc đã mất 5 lần. Ôi, một mùa KVK đấm 53 triệu. Gạch thịt. Tiếp đến thì là chữ lành. 41 triệu, 53 triệu. Rồi ok, như vậy là trong video ngày hôm nay thì mình cũng đã review cho anh em xem về vương quốc 2872. Nhân tiện là Kingdom vẫn đang muốn tuyển cây Ranley cung thủ về chơi. Nếu như anh em nào có đam mê về cây Ranley cung thì anh em có thể liên hệ với tài khoản mình đang review hoặc R4 để về nha. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem video. Nếu như anh em thấy hay nhớ ủng hộ cho mình xin một lần, ủng hộ cho mình đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Bye bye, xin chào anh em.